Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang năm châu lục tăng trưởng cao theo thống kê của Tổng cục Hải quan 4 tháng đầu năm nay. Cụ thể, châu Á tăng 13%, châu Mỹ tăng 21%, châu Âu tăng gần 15%, châu Đại Dương tăng 28%, châu Phi tăng gần 16%. Châu Mỹ là khu vực thị trường có mức tăng mạnh nhất, trên 42 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất sang Mỹ đạt 36,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Những nhóm hàng có mức tăng trưởng cao và giá trị lớn gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng, hàng dệt may, thủy sản. Dự báo các tháng còn lại của quý 2, hoạt động xuất khẩu vẫn đang sôi động do các doanh nghiệp đều đã ký được các hợp đồng xuất khẩu.